Xin kính chào quý vị đang đến với chuyên đề Thế giới sự kiện trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Trước khi đến với chủ đề chính của chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi phần tổng hợp một số sự kiện nổi bật trong tuần. Ngày 4 tháng 4, Tổng thống Italia Sergio Mattarella đã bắt đầu vòng tham vấn chính thức đầu tiên nhằm thành lập một chính phủ liên minh. Tuy nhiên, sau 2 ngày tham vấn, Tổng thống Mattarella tuyên bố cuộc đàm phán nhằm giải quyết tình trạng bế tắc chính trị của Italia đã thất bại và một vòng đàm phán mới sẽ được tổ chức vào tuần tới. Ngày 1 tháng 4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ không có một thỏa thuận nào về việc hợp pháp hóa tư cách tị nạn cho trẻ em vị thành niên nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ theo chương trình Dreamers do vấn đề an ninh tại biên giới Mỹ và Mexico. Theo ngân hàng Standard Chartered, Trung Quốc đã đạt tiến triển đáng kể trong việc triển khai sáng kiến vành đai và con đường BRI để mở cửa nền kinh tế hơn nữa. Theo báo cáo triển vọng kinh tế khu vực Đông Nam Á mới nhất của Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales, tăng trưởng kinh tế khu vực Đông Nam Á 2018 được kỳ vọng đạt mức vừa phải, dự báo ở mức 5%. Các số liệu chính thức được công bố ngày 4 tháng 4 cho thấy đà phục hồi kinh tế của châu Âu đang trở lại, với việc thất nghiệp trong khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu Eurozone ở mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2008 và lạm phát tăng. Quý vị, trong thời gian qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có nhiều động thái áp thuế, có khả năng làm dấy lên một cuộc chiến tranh thương mại toàn cầu, như áp thuế nhập khẩu nhôm thép hay đánh thuế đối với một số hàng hóa của Trung Quốc có giá trị khoảng 60 tỷ đô la Mỹ. Mặc dù các động thái này chưa được áp dụng ngay và nhiều quốc gia và khu vực đã được tạm miễn trừ khỏi việc đánh thuế để đàm phán thêm, tuy nhiên, chưa bao giờ nguy cơ chiến tranh thương mại lại cao như vậy. Chương trình Thế giới sự kiện ngày hôm nay sẽ cùng quý vị tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này. Ngày 8 tháng 3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thực hiện một trong những lời hứa gây tranh cãi nhất trong chiến dịch tranh cử khi ký sắc lệnh công bố áp mức thuế suất mới 25% đối với mặt hàng thép và 10% đối với mặt hàng nhôm nhập khẩu. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành, tức là vào ngày 23 tháng 3. Nhà Trắng cho biết mức thuế là vấn đề thiết yếu với an ninh nội địa và kinh tế. Bên cạnh việc miễn trừ đối với một số đồng minh thân cận như Argentina, Australia, Brazil, Canada, Hàn Quốc, Mexico và EU cho đến tháng 5 năm 2018, Mỹ sẽ cho các nước khác cơ hội để chứng minh lý do họ không nên bị áp thuế. Nếu có thể đạt được cùng mục tiêu bằng những biện pháp khác nhau, Mỹ sẽ sẵn sàng điều chỉnh hay dỡ bỏ thuế với các nước riêng rẽ, chừng nào chúng ta có thể nhất trí về cách thức đảm bảo sản phẩm của họ không còn đe dọa an ninh của chúng tôi. Ngày 22 tháng 3, Tổng thống Donald Trump tiếp tục ký quyết định áp gói thuế quan trị giá lên tới 60 tỷ đô la Mỹ đối với các hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc với lý do chống lại việc đánh cắp quyền sở hữu trí tuệ Mỹ, đồng thời hạn chế các hoạt động đầu tư của quốc gia này vào Mỹ. Danh sách các mặt hàng bị đánh thuế được công bố hôm 3 tháng 4. Ông Trump bắt đầu than phiền về thuế suất trong chiến dịch tranh cử đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại. Ông cho rằng các chính quyền trước đã có những thỏa thuận thương mại bất bình đẳng với Mỹ và quyết tâm sửa đổi điều này. Thưa quý vị, để hiểu hơn về nguy cơ của chiến tranh thương mại này, mời quý vị gặp gỡ ông Alistair Speer, luật sư, nguyên giảng viên Đại học Newcastle. Cảm ơn ông đã tham dự chương trình Thế giới sự kiện ngày hôm nay. Thưa ông, ngày 23 tháng 3, Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức ban hành mức thuế mới với nhôm và thép nhập khẩu, cùng ngày ký một sắc lệnh khác đánh thuế Trung Quốc. Theo ông, tại sao Tổng thống Mỹ lại có động thái này? Cảm ơn Mỹ Dung đã mời tôi đến chương trình. Mức thuế mới mà Tổng thống Mỹ dự kiến áp đặt đó là 25% lên thép và 10% lên nhôm nhập khẩu. Tại sao ông Trump lại quyết định áp mức thuế này? Theo tôi, câu trả lời đã rất rõ ràng, đó là nhắm vào phía Trung Quốc. Theo thông tin gần đây, mức thuế này đã được miễn trừ tạm thời cho một số nước và khu vực như Canada, Mexico, Australia, New Zealand và EU. Theo đó, bạn có thể thấy rằng mục tiêu của việc này là Trung Quốc. Tại sao ông Trump lại nhắm vào Trung Quốc? Chủ yếu là do vấn đề chính trị. Khi ông ấy vận động tranh cử, ông Trump đã lặp đi lặp lại rằng Trung Quốc đang đánh cắp từ Mỹ, rằng Trung Quốc đang lợi dụng Mỹ. Đó là những điều ông ấy từng nói trước công chúng. Và thực tế, thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang rất mất cân bằng và nghiêng về phía Trung Quốc, khoảng 350 tỷ đô la Mỹ mỗi năm.
Theo đó, hệ quả là Trung Quốc đang nắm giữ hơn 1.000 tỷ đô la Mỹ nợ trái phiếu của Mỹ. Nói tóm lại, mức thuế này là hầu như tập trung vào Trung Quốc, do Tổng thống Donald Trump tin rằng Trung Quốc đối xử với Mỹ không công bằng. Liệu tác động từ việc tăng thuế có thực sự tốt cho nền kinh tế Mỹ như kỳ vọng của Tổng thống Trump hay không, thưa ông? Well, that's a good question, I think. It is true that tariffs. Đây là một câu hỏi thú vị. Tất nhiên là việc áp thuế có thể được sử dụng một cách đúng đắn theo quy định của WTO. Một quốc gia có thể áp thuế chống lại một mặt hàng mà họ cho rằng đã bị bán phá giá từ một quốc gia khác để bảo vệ thương mại trong nước, tức là bán với giá thấp hơn giá thành sản xuất. Ví dụ, Trung Quốc có thể bị cáo buộc là bán phá giá thép nếu giá xuất khẩu thép của họ quá thấp so với giá sản xuất ước tính. Nhưng sự nguy hiểm từ việc áp thuế này cũng không nhỏ. Chúng ta có thể nhìn vào bài học kinh nghiệm trong lịch sử năm 2009, khi cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama áp thuế lên lốp xe ô tô, bởi ông tin rằng Trung Quốc đã bán phá giá lốp xe sang Mỹ. Kết quả là việc áp thuế này không được rõ ràng, hay nói cách khác là rất phức tạp để phân tích các tác động từ nhiều yếu tố tổng hợp khác nhau xung quanh việc áp thuế. Nhưng sau đó, cựu Tổng thống Obama tuyên bố rằng việc này đã giúp bảo toàn 1.000 việc làm trong ngành sản xuất lốp xe Mỹ. Lốp xe Mỹ lúc này có giá ngang với lốp xe nhập khẩu, và người Mỹ sẽ ưu tiên mua lốp xe Mỹ. Nhưng trong một nghiên cứu khác, người tiêu dùng sẽ phải bỏ nhiều tiền hơn khi mua lốp xe và mua ít các mặt hàng khác hơn. Theo đó, theo ước tính, lĩnh vực bán lẻ lại mất đi 3.500 việc làm. Vậy, ở đây có sự đánh đổi. Bạn bảo vệ được việc làm trong lĩnh vực sản xuất lốp xe, nhưng mất đi nhiều việc làm hơn trong lĩnh vực bán lẻ. Bên cạnh đó, nguy hiểm lớn hơn, đó là nguy cơ về chiến tranh thương mại. Mỹ áp thuế lên một mặt hàng mà họ kém cạnh tranh. Phía Trung Quốc cũng đã công bố danh sách các loại mặt hàng sẽ đánh thuế đối với Mỹ. Phía EU cũng đang cân nhắc một số mặt hàng như rượu hay xe máy, những mặt hàng mà người EU ưa chuộng để bảo vệ thị trường trong nước. Theo đó, căng thẳng sẽ leo thang. Một bên áp thuế, bên kia lại áp thuế nhiều hơn. Rồi cứ thế, chiến tranh thương mại lại bùng nổ. Kết quả là sau khi mọi thứ diễn ra, GDP của các quốc gia đều phải gánh chịu hậu quả. Lạm phát tăng cao, khủng hoảng kinh tế. Ước tính của giới chuyên gia là GDP suy giảm 3.5% nếu các loại thuế được ban hành. Có một điều chắc chắn, đó là việc tăng thuế sẽ ảnh hưởng mạnh đến cả thế giới. Cụ thể tác động này với các nước khác như thế nào, thưa ông? Well, yes, it's bound to have some effect, as I said. Vâng. Việc tăng thuế này sẽ đem lại một số tác động tiêu cực. Như tôi đã trình bày, Tổng thống Trump đã miễn thuế đối với một số quốc gia như EU, hai quốc gia giáp Mỹ là Canada và Mexico. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ các bên có thực sự được miễn thuế hay không, bởi việc miễn thuế cho EU hay các nước khác chỉ được miễn trong 40 ngày để thỏa thuận lại. Như việc EU phải đưa ra được biện pháp giảm số lượng xe ô tô nhập khẩu, ví dụ vậy, và nếu trong 40 ngày EU có thể thực hiện được các biện pháp giảm xuất khẩu này, thì sẽ được miễn thuế thép và nhôm. Và dù tôi đã nói là mức thuế mới của Mỹ nhắm vào Trung Quốc, nhưng các quốc gia khác sẽ bị áp thuế này và sẽ có nhiều ảnh hưởng. Xu hướng này giống như một quả bóng bay được bơm đầy nước. Nếu bạn nhấn vào một điểm, điểm này sẽ bị lõm xuống, nhưng những điểm khác sẽ nhô lên. Lấy ví dụ, khi Mỹ áp thuế lên máy giặt cách đây vài tháng đối với Trung Quốc. Trước việc này, các công ty sản xuất máy giặt đã chuyển hướng sang sản xuất tại Việt Nam để tránh thuế đối với Trung Quốc. Theo đó, trước xu hướng đánh thuế hiện nay, chúng ta có thể thấy được rằng khi một quốc gia bị đánh thuế, các công ty sẽ cố gắng tìm cách tránh khoản thuế đó. Thêm một ví dụ nữa, vào năm 1963, khi Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là Lyndon Johnson đánh thuế lên xe tải nhập khẩu vào Mỹ, thời điểm đó, xe tải nhập khẩu còn rẻ hơn cả xe tải trong nước. Theo đó, đến những năm 80, Nhật Bản không thể bán xe tải rẻ vào Mỹ, họ chuyển sang tập trung sản xuất xe ô tô và xuất khẩu sang Mỹ. Và kết quả là, ngành công nghiệp ô tô của Mỹ đã đi xuống trong bối cảnh thị trường ô tô ngoại bùng nổ, và các hãng xe của Nhật trở thành ông lớn tại Mỹ lúc bấy giờ. Một ví dụ khác, do không thể nhập xe tải đến Mỹ, các hãng sản xuất ô tô của Thổ Nhĩ Kỳ đã lắp đặt cửa sổ và ghế sau lên các xe hạng nhẹ để trông giống như xe buýt mini. Sau khi nhập khẩu vào Mỹ, họ gỡ bỏ ghế sau và cửa sổ,
sau đó bán ra thị trường như xe tải nhẹ. Đó là cách công ty tránh thuế nhập khẩu. Sau các quyết định đánh thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump, hàng loạt các quốc gia đã lên tiếng phản đối và đe dọa sẽ có các biện pháp đáp trả thích hợp. Dù phía Mỹ đã hoãn thi hành quyết định thuế lên EU và một số khu vực khác đến tháng 5, tuy nhiên cả thế giới vẫn lên án động thái này. Ngay sau khi quyết định áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump được đưa ra, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối, khẳng định sẽ đáp trả đến cùng nếu Washington căng thẳng muốn đối đầu. Chúng tôi chắc chắn sẽ có biện pháp đáp trả với tỷ lệ, quy mô và cường độ tương ứng đối với các sản phẩm của Mỹ, căn cứ vào luật thương mại của Trung Quốc. Dự kiến các biện pháp đáp trả sẽ được công bố trong tương lai gần. Chúng tôi có đủ tự tin và khả năng chống trả các biện pháp bảo hộ thương mại của Mỹ. Bộ Tài chính Trung Quốc cũng chính thức áp dụng biểu thuế mới với hàng hóa Mỹ từ ngày 2 tháng 4. Theo đó, Ủy ban Thuế quan Trung Quốc sẽ tăng mức thuế lên 25% với 8 loại hàng nhập khẩu của Mỹ, trong đó có thịt heo, và tăng thuế 15% với 120 loại hàng hóa khác, trong đó có trái cây. Ngày 4 tháng 4, Trung Quốc tiếp tục áp mức thuế bổ sung 25% đối với 106 mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ, gồm đậu nành, ô tô và hóa chất. Bộ Thương mại Trung Quốc cũng đã đệ đơn kiện lên WTO về việc Mỹ tăng mức áp thuế đối với mặt hàng thép nhập khẩu. Ngoài Trung Quốc, nhiều quốc gia khác trên thế giới cũng quan ngại trước quyết định áp thuế của Mỹ, đồng thời cảnh báo rằng chiến tranh thương mại sẽ gây tổn hại cho tất cả các bên. Chúng ta nên nhớ rằng không có quốc gia nào sẽ giành chiến thắng nếu một cuộc chiến tranh thương mại xảy ra. Chúng tôi hy vọng Mỹ và Trung Quốc có thể đàm phán về một thỏa thuận hợp lý, căn cứ vào lợi ích giữa hai quốc gia. Chúng tôi tin rằng việc giải quyết tình trạng sản xuất thép và nhôm dư thừa trên toàn cầu là giải pháp căn bản cho vấn đề tranh chấp thương mại. Nhật Bản đang nỗ lực thuyết phục các nước liên quan rằng không một quốc gia nào có thể hưởng lợi từ các biện pháp trả đũa về thuế. Chúng ta phải chống lại sự gia tăng của chủ nghĩa bảo hộ trên toàn cầu. Đây là mối nguy hại lớn đến tình hình việc làm. Điều quan trọng là chúng ta cần phải đạt được đối thoại với Mỹ. Bên cạnh đó, Đức cảnh báo về hậu quả của chiến tranh thương mại, trong khi Anh cho rằng Mỹ chọn sai đường. Brazil tuyên bố sẽ hành động để bảo vệ lợi ích, còn thất vọng quyết định của Mỹ là điều đáng tiếc. Theo nhận định của giới phân tích, việc Mỹ áp thuế Trung Quốc sẽ có tác động tiêu cực đến nhiều doanh nghiệp và người tiêu dùng nội địa Mỹ cũng như các quốc gia khác. Chiến tranh thương mại sẽ không chỉ gây tổn hại đến sự phục hồi kinh tế toàn cầu, mà còn gây ảnh hưởng đến chính nền kinh tế Mỹ. Chắc chắn rằng khi cuộc chiến tranh thương mại xảy ra, nó sẽ đẩy giá cả và giá tiêu dùng ở Mỹ tăng cao. Việc áp thuế nhập khẩu lên Trung Quốc và Trung Quốc có những hành động đáp trả sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến các doanh nghiệp ở châu Âu. Ngoài ra, việc áp thuế cũng sẽ gây tổn hại đến thị trường chứng khoán. Một số quốc gia đang cố gắng thuyết phục Mỹ miễn thuế cho họ, như Mexico, Canada. Một số khác thì cho biết sẽ có biện pháp trả đũa hoặc kiện lên WTO. Theo ông, đâu là giải pháp khả thi cho vấn đề này? Đúng là một số quốc gia đã được miễn thuế thép và nhôm của Mỹ. Một số đang đàm phán các điều kiện để được miễn thuế. Tôi có cảm giác rằng EU không vui vẻ gì trước việc tham gia vào cuộc chiến thương mại. Nhưng nếu các điều kiện của Mỹ không hợp lý, họ sẽ có hành động của mình. Chúng ta luôn nghĩ rằng Mỹ là thị trường lớn nhất thế giới, nhưng không phải. Thị trường EU lớn hơn với 500 triệu người, còn Mỹ là 325 triệu người. Đây là một khoảng cách khá lớn. GDP của hai khu vực này cũng tương tự nhau, khoảng 7-8 nghìn tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Câu hỏi tiếp theo là, đâu là cơ sở để Mỹ có thể áp thuế và miễn thuế theo các khiếu nại về đảm bảo an ninh quốc gia? Tất nhiên, họ có thể sử dụng quyền đảm bảo an ninh quốc gia để miễn trừ thực hiện các quy định về WTO và áp thuế. Thép đúng là được dùng để sản xuất vũ khí, xe tăng, nhưng cũng khó có thể giải thích tại sao Mỹ có thể sở hữu các nhà sản xuất thép mà các nước khác thì không thể xuất khẩu sang Mỹ. Và nếu Mỹ có thể thắng kiện trước những khiếu nại lên WTO, thì các nước khác cũng có thể sử dụng quyền miễn trừ an ninh quốc gia như Mỹ, kể cả Trung Quốc. Vậy còn điều gì sẽ xảy ra nếu Mỹ thua kiện? Điều này có thể nguy hiểm bởi Tổng thống Trump, người không thích các tổ chức như Liên Hợp Quốc, WTO và kiên quyết thực hiện chủ trương nước Mỹ trên hết.
ông có thể rút Mỹ khỏi WTO. Như chúng ta đã thấy, ông rút Mỹ khỏi Hiệp định Khí hậu Paris, và điều này sẽ ảnh hưởng đến thương mại toàn cầu. Dù tạm hoãn đánh thuế với một số khu vực, nhưng trong một động thái khác, Mỹ quyết định đánh thuế lên một số hàng hóa của Trung Quốc. Điều này liệu sẽ làm cháy lên một cuộc chiến thương mại không, thưa ông? That's the big danger. China and the US are the big players here. Đây thực sự là một mối đe dọa lớn về chiến tranh thương mại. Trung Quốc và Mỹ là hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, với kim ngạch thương mại song phương khổng lồ nghiêng về phía Trung Quốc. Và Mỹ cũng có nhiều công ty xây dựng nhà máy ở Trung Quốc như Apple chẳng hạn. Điều này rất nguy hiểm nếu mối quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng. Như tôi đã nói, sự căng thẳng giữa hai nước đã có từ trước, và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngay từ khi tranh cử đã tiếp tục chỉ trích Trung Quốc và rằng ông sẽ đánh thuế lên Trung Quốc. Tổng thống Trump đã từng đến thăm Trung Quốc và gặp Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông ấy lại không đề cập đến việc này. Tôi cảm thấy rất khó để hiểu được Tổng thống Mỹ đang nghĩ gì. Ông ấy có xu hướng phát biểu những điều mà những người trước mặt ông ấy muốn nghe. Với những người Mỹ, ông ấy luôn nói Trung Quốc thật tệ. Nhưng khi đối diện với lãnh đạo Trung Quốc, ông ấy lại dùng những ngôn từ bình tĩnh hơn. When he's meeting Chinese politicians, he tends to be much calmer in his language. So it's hard to know, I think. Đối với Việt Nam, chúng ta sẽ bị tổn hại thế nào nếu Mỹ áp thuế này? On Vietnam, thật khó để trả lời câu hỏi này. Chính phủ của các bạn đã tuyên bố rằng việc này sẽ không có tác động lớn tới Việt Nam và bất cứ cuộc chiến tranh thương mại nào cũng không ảnh hưởng nhiều đến Việt Nam. Và theo tôi, bản thân Việt Nam đang ở một vị trí phát triển khá tốt. Năm ngoái, Việt Nam đạt mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua. Hoạt động kinh tế được vận hành khá tốt. Và nếu cuộc chiến thương mại xảy ra và ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam, thì Việt Nam vẫn có thể trụ vững bởi nền kinh tế tương đối ổn định. Bản thân chính phủ Việt Nam tất nhiên sẽ có những can thiệp hợp lý. Các bạn đang có các hoạt động bài trừ, tham nhũng quan liêu, và điều này cũng đã đẩy mạnh kinh tế Việt Nam. Cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông, và một lần nữa cảm ơn ông đã tham dự chương trình Thế giới sự kiện. Xin cảm ơn. Trong bối cảnh chính sách thương mại của Tổng thống Trump đang ngày càng thành nguy cơ lớn đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu, thì mức độ leo thang của sự thay đổi trong chính sách thương mại của Mỹ cũng như tác động của nó sẽ phụ thuộc vào phản ứng của một số đối tác thương mại chủ chốt của Mỹ, trong đó đáng kể nhất là Trung Quốc. Đến đây chương trình Thế giới sự kiện tuần này xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.